đây mình giữ lại cái màn hình này để cho chúng ta biết được rằng là cái bếp này nó sẽ đang chạy hay nó không chạy. Đó thì cái khung này các bạn có thể là gắn bằng keo, keo nến hoặc keo AB hoặc là các keo chịu nhiệt hoặc các bạn có thể bắn vít vào. Về cơ bản thì cái bếp này nó đã hoen gỉ rồi, thế nhưng mà dây máy xo nó vẫn còn chạy được. Đấy. Và bây giờ mình sẽ biến cái nồi cơm cũ này thành một cái bếp điện. Đó. Rất tiện dụng đúng không các bạn? Đấy. Bây giờ trước khi cắm điện để thử, mình sẽ kiểm tra lại xem là điện áp nó có rò ra vỏ hay không. Đây là hai cái chân của dây mây xo các bạn nhé. Mình sẽ thử kiểm tra xem hai cái đầu chân này nó có rò ra vỏ không. Rồi, ok. Như vậy là không có hiện tượng rò điện ra vỏ. Rồi, bây giờ mình sẽ cắm điện và test thử cho các bạn xem này. Thì các bạn lưu ý là trước khi cắm điện thì các bạn cần phải kiểm tra thật kỹ cái việc là nó có bị rò điện ra ngoài hay không nhé. Đó, để đảm bảo an toàn thì các bạn cần phải lưu ý cái đó. Và thứ hai nữa là các cái dây dợ ở bên trong này, bởi vì cái nồi cơm điện cũ nhiều khi cái dây nó bị oải, nó mục, các bạn cũng phải kiểm tra kỹ nhé. Đó. Như cái nồi này là cũng đã cũ rồi nhưng mà dây nó vẫn còn ok. Đấy. Đây, khi mà chúng ta nhấn này, nhấn công tắc này. Đấy, các bạn nhìn đấy, cái đèn nó sáng này. Đấy, cái đèn đang sáng này là đang báo hiệu điện đang cấp vào cái mâm nhiệt nhá. Đấy, nhả ra thì nó ngắt này, đóng này. Đó. Nhả ra ngắt này. Khi mà cái nồi nó đè lên cái lò xo này thì lúc đấy chúng ta nhấn cái nút công tắc này thì lúc đấy nó mới giữ được. Còn nếu mà nó không có nồi, nó không đè lên thì khi chúng ta nhấn này thì nó lại nhả ra, nhấn nó lại nhả ra. Đấy, và mình sẽ đặt nồi lên thì nhấn nó sẽ giữ. Đấy, và nhiệt nó sẽ cung cấp. Rồi, bây giờ mình sẽ cùng với các bạn nấu một món ăn xem thế nào các bạn nhé. Trong quá trình mà các bạn nấu ấy, nếu như cái lò xo này nó cứ bị đẩy cái nồi của chúng ta lên bởi cái nồi của chúng ta mà nó nhẹ thì các bạn có thể tháo bỏ cái lò xo này ra nhé. Và chúng ta sẽ đấu tắt luôn vào. Chúng ta sẽ không cần dùng cái công tắc ở bên này nữa. Đấy, thì nó sẽ tiện hơn. Bởi vì nếu như mà nấu những cái nồi nặng thì nó có thể đè được, nhưng mà nếu như nồi nhẹ như này ấy, là cứ phải ấn này thì nó cũng hơi bất tiện. Đó, thì các bạn có thể là tháo hẳn nó ra. Đây. Dầu đã sôi rồi, bây giờ mình sẽ đập một quả trứng vào. Làm món trứng omelet. Rồi, đây các bạn nhìn thấy không? Một món trứng ốp lết quá ngon luôn nha. Đấy. Các bạn có thể tận dụng ngay cái nồi cơm điện cũ và chúng ta sẽ làm một cái bếp điện cực kỳ tiện lợi luôn. Đó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu các bạn thấy video hay, hãy nhớ ủng hộ kênh của mình bằng cách là nhấn chuông, đăng ký, like, chia sẻ để nhận được nhiều các video mới hơn. Cảm ơn các bạn.